là ngươi khiến ta phải phát ốm à? Hoặc là đáng khinh bỉ à? Ngươi có thể biến mất à? Giống như một cái màn ảo thuật vậy à? Nên nó hỏi là đi Disable Lawman này, You make me sick này, You can disappear just like the magic trick à? Nghe hợp phết này. Woodless Lawyer Man này, Stand in by a weapon for you, Miserable Red Hell Don Bacon à? Cái gì đấy? À, Stand in by the phone. Là một tên luật sư rẻ tiền à? À, hãy cút đi bởi vì hãy cút đi với cái lập luận vũ khí của ngươi à? Ok, đại khái là như vậy. Yeah. Nên là bọn khán giả này vẫn kiểu đang rock. nên đây là cái phiên toàn mà là đầu tiên mà buồn cười nhất mà mình từng được chơi luôn. Và cũng cũng rất là vui ấy. Nên là cái lời thoại của nó rất là ảo luôn. Đợi mình gì con mèo nó cứ nghịch. I know I don't need to remind. Tôi biết là tôi không cần phải nhắc anh đâu, anh luật sư. Là rằng là cái mạng sống của anh là đang đặt trên bàn cân đấy. Tôi biết thưa ngài pháp sư. Yes, you are prepared to risk in a million. Và anh biết thế mà anh vẫn sẵn sàng mạo hiểm nó vào trong cái lập luận là cái vũ khí giết người mới này sao? Ở đâu? Cái vũ khí giết người thực sự này sao? Death to the lawyer. Đây luật sư phải chết. It. Đây chính là nó. Cái thời điểm của cái sự thật. Mình không thể nào lùi bước. Yeah. Phải thưa ngài pháp sư à? Và tôi rất là tự tin về cái việc à, tôi tin rằng là cái vũ khí giết người thực sự có tồn tại. Mà này lại ra đòn. Đây thực sự là một cái lời lập luận rất là tự tin đấy, anh Rai à. Now let you. Thế thì bây giờ hãy xem anh có được cái gì để anh backup được cái lời lập luận của anh không. Hãy chỉ cho chúng tôi là cái bằng chứng á, chỉ rằng cái vũ khí giết người thực sự này đi. Để mình xem. Gladly, rất vui mừng. If I knew which one. Ý nhất là nếu mà mình biết thì mình đã chỉ là luôn. Một cái người như Adistan Hi thì sẽ sử dụng một cái loại vật cứng gì à? Bây giờ thì bên biện hộ à? Xin hãy nộp cái bằng chứng của anh ra tòa xem. Hey, hãy xem là anh luật sư. Hãy xem là cái thứ gì à? À, nó chỉ ra được rằng cái vũ khí giết người thực sự là cái gì à? Nên là chúng ta sẽ biết là cái gì? Nên là cái đoạn này cũng rất là cũng tương đối là khó đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý thì thực ra là cái này có khi mình nói lúc nãy rồi. Hoặc là cái trường đoạn trước rồi ấy. Là nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy được là nếu mà chúng ta kiểm tra cái bức ảnh của là điệu nhảy của cái sự điệu nhảy của sự hiến dâng này. Thì chúng ta sẽ thấy là cái thằng này nó chơi cái đàn khác ấy. Kiểu cái đàn này giống kiểu là đàn rock hơn ấy. Còn cái đàn thằng này đang chơi nó giống kiểu những cái đàn truyền thống hơn ấy. Kiểu mấy cái đàn bầu ấy. What if I about to feel something more than possibility? What am I? Những cái gì mình đang chuẩn bị đưa ra thì thực sự là chẳng có gì ngoài là một chẳng có gì cụ thể à? Nó chỉ là một cái khả năng thôi à. Nhưng mà có vẻ như là một cái sợi chỉ mỏng à. Thì là tất cả những cái gì có trong là tất cả những cái gì mình có trong thời điểm hiện tại. Hãy cho phép chúng tôi được hãy cho phép tôi được chỉ ra cái gì nó quan trọng ở trong cái bức ảnh của cái điệu nhảy của sự sao mình toàn quên cái này, sự hiến dâng này. Cái bức ảnh đó sao? How is that? Thế cái bức ảnh thì nó có gì có thể giúp được anh Roy?
Để xem gì à. Có một cái gì đó trong cái bức ảnh này nó tôi cảm thấy nó không được hợp lý cho lắm á. Yes, what is this? Và cái anh gọi là cái một cái gì đó thì là cái gì ở trong này? You think he ought to say the least? Okay. Nên là mình sẽ chỉ ra cái đàn nữa. Nếu mình không nhầm. Bởi vì cái đàn này là đàn khác. Thầy Adistanhin. Là tại sao cái nhạc cụ ngày đang cầm à? Thì nó khác với cái nhạc cụ mà thầy sử dụng ở trong cái bức ảnh này nhỉ? Would you look at that? Phải, nó hoàn toàn là một cái hình dáng nó khác nhau à? I believe that you say that damn virtual one. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì chính thầy đã nói với tôi rằng cái cây đàn của thầy à là cái thứ độc chất và duy nhất mà. Phải thầy Adistanhin à? Thế thì thầy có gì để nói ấy? Lại à đâu? Thì thầy có cái gì để mà trả lời về cái vấn đề này không? Thầy nói lại tôi chả có gì để mà nói. Thế thì hãy cho phép tôi thay mặt thầy để trả lời hộ thầy à? Nó là hoàn toàn là những cây đàn khác nhau à? Bởi vì là cái đàn ở trong cái bức ảnh này hiện tại là nó đang ở một cái tình trạng là nó đã không thể nào mà chơi được, có đúng không? nên là đúng kiểu như mấy cái thằng mà nó kiểu như là nó là nhạc rock, nó đập đàn ấy, thì cái kiểu thằng này nó cũng thế ấy. Bạn kiểu kiểu thằng này nó là thằng nhạc sĩ chơi nhạc rock ấy, nên nó sử dụng cái cây đàn, nó đập vỡ cây đàn để nó giết người luôn. Nên là cái kiểu nhìn cái thằng này rất là buồn cười. Not after you after to blend up Mr. Ron to the nên là rõ ràng là nó đã không thể nào chơi được sau khi nó đã được sử dụng làm một cái vật cứng ấy, để đập chết anh Ron à. Kiểu này, đây đúng nghĩa là đập vỡ cây đàn để mà giết người luôn. My old người cộng sự cũ của tôi à, nó đã không thực sự là một cây đàn tốt à, nên là trên thực tế tôi đã quyết định là tôi sử dụng cái chị gái của nó để mà xài, chỉ là như vậy thôi, cũng chả có gì quan trọng phải không tên luật sư? Nếu mà như thế à, xin hãy nộp cái cây đàn cũ của anh à là ra trước tòa để làm bằng chứng đi. À, thật quá tệ à, có vẻ như anh đã quá muộn à. Tôi đã vứt bỏ nó là tôi đã vứt bỏ cô ấy vào ngày hôm qua rồi. Là anh nói cái gì? Tôi đã đốt cô ấy á. Cùng với cái rác của tôi vào ngày hôm qua rồi. Đốt thành tro, baby. Ha ha. Không. Thế là hắn ta đã phá hủy cái bằng chứng ra. I see more trash right here in the. Và hôm nay à, ta đến cái phòng xử án, ta đã nhìn thấy thêm đống rác ở trong này à. Và ta nghĩ rằng là cái đống rác này cần phải bị đốt thành tro bụi à, bằng cái ngọn lửa của địa ngục. ý là thằng là cái tên luật sư rác rưởi này. now there is no proof. Thế thì bây giờ đúng là nó cũng chả có cái bằng chứng gì mà chỉ đưa ra. Thôi nào, that is pathetic. Sao thảm hại như vậy? Cái nỗi đau của anh thì nó kêu nó phải đinh tai hơn chứ. Nên là thằng này nó lại bắt đầu nó có trò mới của mấy thằng rock ấy. Nhìn trông rất là khó chịu. Quẹ đi à. Cái tiếng kêu thảm khốc của anh đâu rồi à? nên là thằng này nó gáy. Nên là kiểu cái thái độ cái thằng ôn này rất là buồn cười, rất là láo luôn. Tôi nghĩ là tôi đã nghe đủ rồi à? It seems that dependency unavailable. Là có vẻ như là bên biện hộ đã không thể nào đưa ra được cái bằng chứng gì à? Để support được cái lập luận của anh ta.
Bất. Thưa ngài pháp sư à? Đó là bởi vì là nhân chứng của chúng ta đã phá hủy nó rồi. Bằng chứng thì là tất cả mọi thứ ở trên tòa. Đừng kể là đừng bảo với tôi là anh đã quên cái điều cơ bản này. Là cái điều cơ bản nhất trong cái nghề kinh nghiệp của anh chứ. Nếu mà không có đủ bằng chứng thì cái lập luận của anh về thầy Adit Tanhi này là kẻ giết người thì không là gì ngoài một cái sự phỏng đoán thôi. They eat the pain expression. Đây thực sự là cái nỗi đau thể hiện trên cái khuôn mặt của anh luật sư à? Thì chính xác là những gì mà tôi đang tìm kiếm. By the way, there seems to be one more thing. Là bên cạnh đó có vẻ như là vẫn còn một thứ mà có vẻ như anh đã quên nhỉ. Thế bây giờ là cái gì? Anh đã buộc tội là thầy Adit Tanhi à? Là tội là một kẻ trộm xác. Nhưng mà cái trẻ trộm thực sự trên thực tế ấy, cuối cùng lại là chính cái nạn nhân à? And with that. Và từ đấy á, thầy cái động cơ ăn trộm của thầy Adit Tanhi này, thì từ đấy đã hoàn toàn là một điều không hợp lý. Kiểu như là tên trộm cuối cùng thì là cái ông là lính gác ấy, thì là cái động cơ là ăn trộm của thầy Adit Tanhi thì là kể như nó loại bỏ luôn cái động cơ ăn trộm của thằng cha này ấy. Nói đúng lắm ông công tố viên à, hãy kể cho hắn ta đi. If I been there, I would be the collapse Ron and got to the treasure. Nếu mà ta ở đấy ấy, thì đúng ra ta sẽ phải the collapse and got to the treasure ấy. Thì đúng ra là ta cái gì? Từ là đợi mình xem cái từ này là từ gì. Nên là mình không chắc là cái từ mà collared là sao. Ta biết collared Ron and got the treasure. Thì đúng ra ta phải giật cái kho báu á, từ Ron à, và lấy lại cái vầy kho báu trở lại chứ á. Mình không biết cái collared là cái gì. There was any reason. Nên là đã không có bất kỳ một cái lý do gì mà ta phải giết anh ta à? Là có phải không ạ? Có vẻ như là không có một sự phản bác gì hay à về cái vấn đề này. It sounds to me like Adit has been completely wrongful. Là có vẻ như là thầy Adit Tanhi đã hoàn toàn bị buộc tội một cách sai trái. Thật không may à? Thật sự là một điều không may à? Ta nghĩ đã đến lúc để chúng ta đưa ra cái bản án cuối cùng cho cái vụ án này rồi. Không tốt một tí nào. Bên biện hộ, ta tin rằng là cậu đã hiểu và cái kết quả gì mà cậu sẽ được nhận cho cái vụ án này. Thôi xong rồi. Cái chết. Bọn này rất là man rợ. Mình sẽ làm gì đây? Cái vũ khí giết người đã bị phá hủy à? Và bây giờ là mình lại còn không chứng minh được cái động cơ của hắn ta. Abi tội nghiệp sẽ bị buộc tội à? Và mình sẽ mất mạng luôn. Anh Rai à? You waste this court. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những cái người tham dự ở cái phiên tòa này rồi à? Và anh đã làm vấy bẩn và tất cả những cái gì mà chúng tôi và anh đã làm vấy bẩn về tất cả những cái gì mà chúng tôi coi là thiêng liêng nhất. We could chat with the late majesty in addition to obey the accuser. Chúng tôi đúng ra là sẽ cho anh thêm một tội báng bổ cộng với cả thêm vào cái tội ác mà đúng ra anh đã phải được nhận cùng với bị cáo của chúng ta. Nên là đã bị chết rồi, bác kia còn thêm chưa cho tội đấy. Nên là bác này rất là bựa. Yes, you should pay for the sacred bargain.
Phải, ngươi đúng ra phải trả giá vì đã làm xỉ nhục cái tên tuổi của ta. Bye bye lawyer man. Xin chào tạm biệt tên luật sư à. Đã đến lúc để ngươi phải sám hối ở cái thế giới bên kia rồi. Cái gã EQ thì cái gã này thì đúng là đầy sặc mùi tội lỗi. Mình chắc chắn mình biết rõ về cái vấn đề này. Chắc chắn hắn ta phải có một cái lý do gì để mà giết anh Ron à. Nhưng mà cái lý do đó là cái gì à? Thôi nào people à, hãy nghe để cho ta nghe được cái tiếng hét. Kiểu như cái tiếng hét và cái tiếng gào thét của mọi người đi. Đây là băng đại đại rốc. Time to take this our chat. Đại lúc để dọn cái đống rác tên là luật sư này rồi. Exterminate Annihilate Annihilate. Những lúc như thế này thì những lúc như thế này thì mình sẽ bình thường là mình sẽ phải nghĩ theo một hướng khác. I should be trying to figure out what it is in. Nên là mình không nên cố gắng để tìm xem cái động cơ của Aditanhin là cái gì à. Mình nên nghĩ rằng là tình thế lúc đấy nó như thế nào à? Lại cho hắn ta một cái động cơ như vậy. Did you steal? Liệu cậu đã lấy trộm nó rồi đúng không? Là anh ta đã nói thế. He knows that Mr. Ron was a thief. We know that và chúng ta đã biết được là anh Ron đã là tên trộm. Và anh ta cuối cùng đã có thể sờ vào được cái hộp đấy ấy. Hoặc cái hòm đấy ấy. Bất dè sâu dè. Thế thì tại sao? Tại sao là anh ta lại hỏi Abby cái câu hỏi như vậy? What about the treasure box would be prompt to him to... Thế cái sự việc gì à? Đâu, cái hộp kho báu á, nó ở trong tình trạng gì mà đã khiến anh ta nói như thế á? À, bị cáo, anh bị làm sao vậy? Bây giờ tôi đã hiểu rồi à? Và bây giờ là mọi thứ đã hoàn toàn hợp lý. Giống như là Pokuska. Whatcha trying to say? Anh đang định nói về cái gì à? Thế là đánh đòn, muttering and squealing to yourself. Tự nói làm nhà mặt mình à? Giống như kiểu bị ngã vật xuống cầu thang vậy. Thưa ngài pháp sư, xin hãy bình tĩnh à? Xin hãy bình tĩnh khoa, đừng đưa ra cái phán quyết của mình à? Thêm một chút lâu nữa. Thêm một ít phút lâu nữa, à đâu, thêm một ít phút nữa chứ. Đừng kể với tôi là bây giờ là anh đang chuẩn bị chuyển sang việc van xin tha mạng của mình chứ. Không thưa ngài pháp sư, ý của tôi không phải là như vậy à. Là đợi mình chút. I just that I realize tôi vừa nhận ra một cái gì đó rất là quan trọng. Nên là về cơ bản là chúng ta đã là từ ngay từ thời điểm là ban đầu à, thì chúng ta đã hiểu lầm cả cái sự việc đấy á. Một cái sự hiểu lầm sao? Đúng vậy. A mistake notion for me. Là cái sự hiểu lầm rất lớn á về cái hòm kho báu á. Ok baby. Nhưng mà điều này có thực sự là cái sự thật không ạ? Nếu mà như thế thì mình phải có rất là nhiều cái câu hỏi là mình phải trả lời này. Rất tốt, hãy nghe xem là anh muốn nói cái gì. Cảm ơn ngài pháp sư. Ngài pháp sư à? It is more than nothing, he's just starting. Là những cái lời nói của hắn ta chỉ là hoàn toàn sẽ là nhảm nhí thôi à. Hắn ta chỉ muốn câu giờ.
là đây giờ sẽ là cái cơ hội cuối cùng của anh đấy, anh luật sư à? The second. Cái thời điểm mà ta thấy được là những gì anh nói thì hoàn toàn là nhảm nhí. Thì no alarm của Betty. Thì anh dù anh có van xin như thế nào à, thì sẽ không giữ được cái bản án của ta đâu, hiểu chưa? Dạ rõ thưa pháp sư. Pháp sư tối thượng. Oh no, that will be an, chúng ta đều biết được rằng à, đây sẽ là một trong những cái trò bịp của anh thôi. Bây giờ thì biện biện hộ. Cái hiểu lầm gì mà anh đang nói đến vậy? The thing we did rely about the future. Cái thứ mà chúng ta đã không nhận ra được về cái hòm kho báu này là nó đã không mở. Nó đã không mở này. Nó đã bị là nó đã mất à? Nó đã trống đấy. Nên là nếu mà dựa vào cái lời khai của thằng kia thì cái hòm kho báu này nó đã trống ấy. Thì nó là trống. Nếu mà trong thời điểm đó là cái hòm kho báu này, hòm đựng kho báu này nó đã trống ngay từ thời điểm bắt đầu rồi thì sao? What? What? Thằng này nó im. Thì hãy nhớ lại rằng là khi mà anh Ron đã gặp Abby ở trên cái cầu thang lớn á, thì anh ta đã hỏi cậu bé một câu hỏi. Liệu cậu đã lấy trộm nó đúng không? Là anh ta nói như vậy. Also recall that Mr. Ron was holding the chip. Nên là nếu mà chúng ta nhớ lại thì trong thời điểm đó chính anh Ron cũng đã giữ cái hòm đựng kho báu này trong tay à? Nên là cái vấn đề ở đây là tại sao à? Là anh ta lại hỏi Abby cái câu hỏi là anh mà anh ta đã hỏi như vậy à? That is a bit. Đây có vẻ như hơi rất là đặc biệt. Đây có vẻ như rất là đặc biệt đúng không? Đây có vẻ như là nó rất là không bình thường nhưng thực ra là không bình thường, không phải là không bình thường một chút nào ngày pháp sư à? Và nó hoàn toàn hợp lý khi ngày nhận ra được rằng trong cái thời điểm mà anh Ron đã quay trở lại cái phòng kho báu á, phòng đựng kho báu á, là phòng giữ kho báu chứ, thì trong thời điểm đó thì cái hòm kho báu thì nó đã trống rồi. I beg your pardon. Và anh Ron đã nghi ngờ là Abby đã lấy trộm cái kho báu trước à? Nên là đấy là lý do mà tại sao anh ấy đã gặp Abby ở Econfront. Nên là đây là lý do mà tại sao anh ta đã hỏi như vậy khi mà anh ta gặp Abby ở trên cái sảnh. Objection. But I would be happy though. Nhưng mà làm sao được là mà nạn nhân của chúng ta biết được rằng là cái hòm đựng báu vật nó đã còn trống? Là anh ta đã không có cách nào để có thể mở nó mà. Objection. Là một năm một lần à, nạn nhân đã có một cái bổn phận để mang cái hòm đựng báu vật ra chơi vào hoàng cung à? Anh ấy đã rất là tự hào khi mà anh ta đã chịu trách nhiệm để canh gác cái hòm đựng báu vật. Anh ta đã có thể mang được cái hòm này đến cung điện cho những cái buổi lễ năm mừng năm mới đấy. He would be able to tear the web. Nên là anh ta đã có thể hoàn toàn biết được là cái cân nặng của cái hòm này khi mà anh ta nhấc nó lên, và anh ta có thể biết được là cái hòm này nó có trống hay không. Ồ, tôi hiểu rồi, phải là chắc chắn là anh ta đã có thể biết được về cái vấn đề đấy đúng không? Anh Ron chắc chắn đã quyết định most likely he decided to it. Nên là về cơ bản là ít nhất là anh ta đã nghĩ rằng là ít nhất là mình có thể là lấy được cái hòm trống á. Nên về cơ bản là chính cái hòm này cũng là một cái cổ vật lịch sử rất là quan trọng.
Gà. Nhưng mà ý của anh là sao anh Roy? What does any of this have to do with the... Nhưng mà tất cả những cái này thì nó có liên quan gì đến thầy Adit Tanhit? My point is it? Cái ý của tôi là cái này à? Nó đã khiến cho anh... nó đã khiến cho thầy Adit Tanhit à? Có được một cái động cơ để mà giết nạn nhân à? Một cái động cơ sao? Thầy Adit Tanhit à? Liệu có phải như là bảo vệ cái kho báu á là một trong những cái bổn phận chính của thầy có đúng không? Nên là nếu mà bất kỳ một ai mà phát hiện rằng được rằng là cái kho báu này nó bị mất à, là đợi mình chứ. Nên là từ đầu game giờ mình cứ bảo là kho báu nhưng trên thực tế là phải gọi là vật báu mới đúng đấy. Nên là bất kỳ một ai mà phát hiện được ra là cái vật báu này nó đã mất à, nên là thầy sẽ bị buộc tội là không kiểu như là thầy sẽ bị buộc tội là thầy không đủ khả năng. From the moment Mr. Ron phát hiện ra, nên là từ cái thời điểm mà anh Ron đã phát hiện được rằng là cái kho báu nó đã đâu cái vật báu nó đã bị mất à, thì cái số phận của thầy à, là về cơ bản là đã là xong đời à. Cái số phận của thầy coi như đã xong à. Bởi vì là because you decide then that he has to be silent. Và sau đó thầy đã quyết định là anh ta sẽ phải về bị im miệng à, mãi mãi. Nhưng mà đấy là điều là nhảm nhí. Nên là kiểu như là phải chịu trách nhiệm ấy, nên là ông này ông phải giết luôn. Ha. Cái gì đấy? Can you believe the stuff that came out of it? Liệu mọi người có thể tin được rằng là cái gã ấy đang nói cái gì không? It was a colossal đấy. Đây thực sự là một cái trò đùa quá nhảm nhí. So then, thế gì? What really? Thế chuyện gì đã xảy ra về cái báu vật này? It had been stolen. Theo tôi nghĩ rằng là nó đã bị lấy trộm từ rất lâu à? Trước khi cái sự việc này nó xảy ra rồi à? Bởi chính thầy Pitluck Adistanhin. Anh Roy, would you stop at nothing at all? Liệu anh có thể dừng lại đó? Liệu anh đừng có buộc tội thầy Adistanhin được không? Thưa ngài pháp sư, thì hãy đừng nghe cái lời dối trá của hắn ta. Do Champacha. Đúng rồi, lời dối trá hắn ta này. The tree treasure box can only be... Bởi vì là cái hộp báu vật đã có thể bị mở bởi chính cái chìa khóa của thầy Adit Tanhin mà thầy đấy đang nắm giữ. Who else could have stolen? Nếu mà thầy thấy thì ai... ngoài thầy ra thì ai có thể lấy trộm được cái báu vật đấy. Objection. Giống như tôi đã nói, bị cáo đã lấy trộm cái kho báu bằng cách cậy mở cái khóa đấy. Cho Majesty à? Thưa ngài pháp sư à? Tôi xin yêu cầu một cái bản án nhanh chóng luôn. Tôi cảm thấy là tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra cái bản án của mình. Bởi vì bên biện hộ đã thành công trong việc đưa ra một cái khả năng mới ở trên tòa này. Phải rồi. Thầy Adit Tanhit, would you care to make any statement? Liệu thầy có thể đưa ra bất kỳ một cái lời sự trả lời gì về cái lập luận này của bên biện hộ không? Các bạn chơi đàn. Rồi. Thế đủ các loại mẹ về tư thế. This is a obu, a noxic ray cây ready to explode baby. Đây toàn bộ những lời nó dối trá. Nên là cái cơn giận của ta đã chuẩn bị phát nổ rồi baby.
Thầy Aristani à? Xin hãy bình tĩnh lại một chút. Not gonna take it. Ta không thể nào chịu được rồi à? Không. Ta không thể chấp nhận được. I do thank you. Ta đã tận tâm để chăm sóc à? Và bảo vệ cái báu vật đấy á. Và cái sự tận tâm của ta đó. Và ta đã làm cái điều đấy bằng tất cả những cái sự tự hào của mình. Và bây giờ chính ta lại bị buộc tội trong việc là lấy trộm nó ra. Tên lo chờ ý lại. Tên luật sư này là tên đó, tên luật sư này là một tên nói dối mà khốn kiếp à. Nên là bây giờ ba cái chơi full rock. You better believe I got something. Nên là ngựa là ta chắc chắn là phải có gì để mà đáp trả ngươi à. Nên là hãy mở cái lỗ tai của ngươi ra, mở rộng cái lỗ tai của ngươi ra và hãy let rock nào. Death to cái chết cho những tên luật sư dối trá đấy. Nên là bác này sẽ chơi cái bài cuối cùng của bác ấy.